Vâng, em xin chào tất cả các bác. Video này em giới thiệu cho các bác, đây là một mẫu âm ly, bây giờ gọi là cực phẩm rồi nha các bác, 7070. Các bác có thể theo dõi cũng như là bắt đầu từ năm 2021 thì những con âm ly 7070 rất là hiếm. Nó đang dần cạn kiệt rất là nhiều và cũng như được anh em săn lùng. Với vĩ điệp của nó thì thiết kế một gọi thiết kế là cũng không rườm rà, khá là gọn gàng. Nó là dòng một âm ly receiver có một thiết kế rất là đẹp của hãng Sansui. Thiết kế này được dành cho những đầu lớn của model 4 số như là 8090. Sở hữu hai đồng hồ vô vàng phía trước và một ngoại hình radio rất là đẹp. Những con này hàng đó máy bay về hết nha các bác. Các bác sẽ thấy được độ đẹp của những sản phẩm em đưa về. Và giá con 7070 là 21.500.000 đã bao gồm phí ship. Những con này rất là dễ ghép loa nha các bác và trưng bày rất là đẹp, đánh hai cầu loa AB hoặc A cộng B và chạy 4 cầu điện và nó sử dụng là vỏ gỗ rất là đẹp nha. Đây, các bác sẽ thấy được phần phay nhôm rất là đẹp luôn nha. Đây. Còn nó có chỉnh hai cầu AB hoặc A cộng B và chỉnh bass mid chép nha các bác, volume ba lăng bên trong, âm thanh low net, âm thanh nổi. Đây là chuyển đường tín hiệu vào AUX. Bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Thằng vỏ gỗ của nó thì đẹp tuyệt vời nha các bác. Giá trên đã bao gồm phí ship. Nếu các bác nào mà yêu thích con này á, là mà lần đầu xem video cũng như là lần đầu bắt gặp kênh em thì các bác có thể cọc tiền, cọc thì khoảng 10%, ít nhất là 2 triệu. Đây là cần anten nha các bác, còn rất là đẹp luôn nha. Đây là chỗ cầu chiến cầu điện nha các bác. Đây là hai chạm loa, các bác thấy chạm loa rất là mới không? 270W, maximum là 400W nha. Rồi sau đây em mở cấu hình bên trong thì các bác xem cái độ mới của sản phẩm nha. Vâng, bên đây trong là nội thất của em đó, các bác thể thấy được tăng phô rất là mới và rất là đẹp luôn nha, sạch sẽ. Đây là phần chi đại phần bò âm sắc, gồng còn sáng bóng, ốc mà đồng rất là đẹp luôn nha. Đây, những cái con máy mà chưa qua tay người sử dụng Việt Nam và về được trong đợt này thì rất là may mắn có được những con bé không để phục vụ các bác. Chơi lo Mỹ, lo Nhật, đánh những dòng lo cổ rất là hay. Nói về 7070 thì cực kỳ là nổi tiếng rồi. Đấy, bác nào yêu thích thì liên hệ cho em nha. Đây là những con âm ly em tuyển chọn về để gửi đến các bác ở miền Trung Quốc. À, kia là hai số điện thoại của em. Các bác có thể yêu thích con này thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Nếu các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt một số tiền vài trăm cho các bác nha. Còn nếu cọc tiền thì cọc 2 triệu nha các bác. Em gửi hàng toàn quốc tận nơi cho các bác nha. Vâng, và tiếp tục em chuyển quay video giới thiệu cho các bác. Đây là một con ly rất là hot, là đối tác của những dòng Lobot. Đối với Lobot mà các bác chơi những dòng âm ly đền nông thì rất là hợp. Thứ nhất là đền nông nó sẽ tái tạo của những dòng Lobot ra tiếng bass khỏe, chắc và có thể ghép vang hát karaoke tốt. Và nếu các bác có những cặp loa khó tính như là Diatom, Ogio, những dòng bass 30-40 là những dòng loa có màn carbon rất là khó ra tiếng bass thì đối tác của nó cũng là những dòng đời nông. Tại vì đời nông nó thiên về bass rất là nhiều, để nảy tiếng bass ra thì các bác audio chơi lâu năm thì vẫn giúp với nó những dòng đời nông như là 780D, 880D, 890D hoặc là 890DG v.v. Đấy là những một trong những cái model mà tên tuổi của đời nông. Con này về có cả hồi gỗ cho các bác nha, mới tinh tương luôn nha. Tích hợp giải mã DAC là một cái ưu điểm đặc biệt của những dòng âm ly tích hợp của đời nông, phù hợp với các bác là yêu thích nhạc CD hoặc là nghe nhạc YouTube, nhạc mạng. Em này giá là 19 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship, máy bãi tuyển chọn kỹ lưỡng. Chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, các bác có thể thấy được cái độ đẹp từ tinh tương nhỏ nhất. Đây là phía trên,
phía trên của nó cũng là mạch phay nha bác, và phía dưới cũng vậy, chữ vàng, logo là BMA 890D. Em có đánh hai cầu loa AB hoặc A cộng B. Ngoại hình là ngầu sang trọng, âm thanh là rất là khỏe. Những con này là hàng hot của đời năm rồi nha các bác. Là phiên bản hàng nội địa của Nhật, điện 100V. Các bác lưu ý khi mua những dòng 890D thì nó có hai phiên bản, một bản là hai cầu điện, nó dây điện nó nhỏ hơn, và phiên bản nó xuất cho thị trường Trung Quốc. Còn hàng Nhật nó điện 100V, dây nguồn lớn hơn, và tiêu chuẩn của Nhật nó luôn luôn là một cái đẳng cấp cao hơn, và giá nó đắt hơn cái dòng hai cầu vài triệu nha các bác. Đây là phía sau của em nó, đây là những hai cổng đường tín hiệu quang vào đấy. Hai cầu loa AB, A kèm B, trở kháng là 4-16 ohm, và những cổng kết nối. Đối với cái bản hai cầu điện á, thì nó sẽ rỉ hơn từ 2-3 triệu. Nếu nói về chắc đúng chắc máy bãi nha các bác. Còn phụ thuộc vào các bác muốn lựa chọn sản phẩm nào, Nhật xịn hay là hàng xuất cho thị trường thứ ba. Đấy thì đó là cái quan điểm của các bác, nhưng mà theo em các bác nên mua những cái dòng một cầu điện, tại vì sao, khi các bác nâng cấp hay là bán lại rất là dễ, còn cái dòng hai cầu điện bán lại rất là ít người mua. Hầu như các bác đi mua thường không biết là những con này nó có hai loại, nên các bác thường bị mua lầm chứ không phải là người bán lầm đấy. Nếu các bác được xem được video này, các bác sẽ có một chút kinh nghiệm khi mua những con 890D, tại vì những dòng này nó có hai loại, em nói rõ cho các bác nó có hai loại, một loại xuất cho thị trường thứ ba giá rỉ hơn từ tầm 2-3 triệu, và loại Nhật xịn nó giá nó theo thị trường rồi, và giá luôn luôn cân đối cho các bác. Đợt này về có vỏ gỗ nên là hồi gỗ nên là nó giá 19 triệu, còn các bác nào không thích lấy hồi gỗ thì giá 18.500.000. Mẹ cực kỳ đẹp cho các bác nha, không có một điểm gì gọi là các bác có thể soi ra được hết cả. Vì tiêu chí tiện hàng bên em rất là kỹ lưỡng. Rồi sau đây em sẽ mở bên trong để các bác xem cấu hình luôn. Các bác có thể xem được phía trên nó này, rất là keng luôn nha. Điện áp 100V. Vâng, đây là cấu hình bên trong. Các bác có thể thấy được độ mới của sản phẩm và những linh kiện và sexy của nó. Em đang chạy là 8 sò. 8 sò nha các bác, 8 sò phía dưới đây. Và là phần bo mặt âm sắc. Phần này là phần nguồn, các bác thấy những con tụ nguồn không? Nó rất là đẹp. Những con hàng tuyển về, các bác là người sở hữu đầu tiên à, tại vì những dòng này em về liên tục cho các bác, tại vì những con hot em đặt hàng về để phục vụ các bác, nên là em sẽ báo series luôn để các bác xem video, các bác lấy cho đúng con. Cái nào nó về nhiều thì em sẽ báo series cho các bác, còn cái nào nó lâu lâu nó có một con thì các bác xem video thì nó em biết con nào liền. Con này series đu là 1068 nha các bác, 1068, con 890D cặp bến này là series 1068, rất là đẹp. Điện áp 100V, hàng để các bác sưu tầm thứ nhất và nghi và nhìn, thứ hai là mình mua được một sản phẩm nó đạt tiêu chí, nghi hay, bày đẹp, đánh những robot là Onkyo, Diatom, những dòng loa. Các bác nào thích tiếng bass nặng thì đây là một đối tác cực kỳ là theo tiêu chuẩn nghi của các bác, bass nặng chắc mạnh mỹ và có thể nghiêu nga karaoke gia đình khi chúng ta ghép vào một con vang. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nào có chưa yêu thích kênh thì ấn vào nút đăng ký để luôn được cập nhật những video mới nhất.